Nhà máy Hydrovol vừa khánh thành tại thành phố cảng Fredrikstad hồi năm ngoái, là nhà máy lớn nhất châu Âu chuyên tái chế pin ô tô điện bị lỗi hoặc đã qua sử dụng. Tại đây, những bộ pin đã hết điện, nặng đến nửa tấn sẽ được tháo dỡ để thu hồi kim loại, vốn đóng vai trò quan trọng trong các công nghệ năng lượng sạch. Các nguyên liệu có giá trị tồn tại trong pin ngày nay là nickel, mangan, coban, lithium và một số than trì. Đó là những nguyên liệu quan trọng. Chúng tôi xuất khẩu sản phẩm của mình dưới dạng bột đen, hay như chúng tôi vẫn gọi là vàng đen. Số bột vàng đen có được thông qua quá trình tái chế này được coi là thân thiện với môi trường bởi có thể giảm bớt nhu cầu khai thác mỏ và giúp giải quyết lượng lớn pin đã qua sử dụng tại Na Uy, quốc gia có tỷ lệ sử dụng xe điện hàng đầu thế giới. Có thể coi việc tái chế pin giống như một giải pháp thay thế cho khai thác mỏ. Chúng tôi đang xây dựng một mỏ khoáng sản trên mặt đất. Bằng cách tái chế pin, chúng tôi có thể thu hồi gần như tất cả các nguyên liệu thô quan trọng với tỷ lệ lên tới 95% và dùng chúng để sản xuất các bộ pin mới. Trong vài tháng tới, nhà máy Hydrovol dự kiến có thể xử lý 12.000 tấn pin lithium ion mỗi năm, tương đương khoảng 25.000 bộ pin ô tô điện. Doanh nghiệp cũng đang lên kế hoạch phát triển một nhà máy thứ hai trong vòng vài năm tới. Chúng tôi đang xem xét các địa điểm tại Đức, Pháp hoặc Mỹ và nhiều thị trường khác để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Yếu tố quan trọng nhất là mức độ sử dụng ô tô điện để có đủ lượng pin đã hết hạn sử dụng. Theo tổ chức vận tải sạch Transport and Environment, việc tái chế pin cũ có thể đáp ứng ít nhất 8-12% nhu cầu khoáng sản thiết yếu của châu Âu vào năm 2030 và 12-14% vào năm 2035. Nghị viện châu Âu gần đây cũng đã thông qua các quy định nhằm giúp pin trở nên bền vững và dễ tái chế hơn.